Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 mới. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6. Toàn tỉnh có hơn 15.500 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lịch thi lớp 10 được điều chỉnh diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6. Thí sinh tham gia các bài thi toán, văn, bài thi tổng hợp và môn chuyên đối với thí sinh thi tuyển vào trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiến hành chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế. Đồng thời, lập danh sách hoàn thành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ làm nhiệm vụ thi trước khi thi 3 ngày.